quán cà phê bất ngờ đổi mã QR thành tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều người khi quét mã QR thanh toán tại các quán cà phê ngạc nhiên khi biết số tiền này được chuyển đến tài khoản ủng hộ đồng bào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khách hàng ngạc nhiên khi trả tiền uống cà phê tại một quán nằm trên đường Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Chị Thanh Bình bất giác nhìn thấy số tiền 530.000 đồng được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay vì số tài khoản của quán. Nhận ra điều này khi đã chuyển thành công số tiền trên, chị được nhân viên giải thích rằng quán sẽ dùng toàn bộ doanh thu nhận được ngày 13 tháng 9 mà khách hàng thanh toán gửi đi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lý giải về ý tưởng hỗ trợ này, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, người sáng lập thương hiệu này cho biết, đơn vị nhận thức được việc góp phần ủng hộ, dù là nhỏ nhất, đến đồng bào đang bị ảnh hưởng do bão lũ cần kịp thời, càng sớm càng tốt. Vì vậy, chị đã nảy ra ý tưởng sử dụng tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhận thanh toán cho các đơn hàng tại quán. Dù đóng góp nhỏ, chúng tôi hy vọng có thể cùng mọi người san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ. Mong rằng đất nước sẽ sớm vượt qua giai đoạn thử thách này, chị Quỳnh chia sẻ. Để thực hiện điều này, quán của chị dùng toàn bộ doanh thu nhận được từ bán đồ uống, bánh, đồ ăn của tất cả khách hàng thanh toán tại quán trong ngày 13 tháng 9 gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dù con số ủng hộ không quá lớn, nhưng điều lớn nhất chúng tôi có được là lan tỏa được tinh thần yêu đồng bào đến với nhiều người dân Việt Nam, chị Quỳnh bày tỏ. Theo chị, sự lan tỏa này sẽ giúp tinh thần mọi người tích cực hơn, khuyến khích động viên các bạn trẻ có cái nhìn tốt đẹp nhất về từ thiện, không ngại góp phần ủng hộ dù là nhỏ nhất, đồng lòng hướng đến bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chọn ngày có doanh thu tốt nhất để ủng hộ. Cũng giống như quán cà phê của chị Quỳnh, một thương hiệu đồ uống khác ở tỉnh Bắc Ninh cũng có hành động đồng hành cùng bà con vùng lũ tương tự. Chị Đỗ Thùy Dung, giám đốc marketing của công ty cho biết, bên cạnh việc kinh doanh, đơn vị cũng rất chú trọng đến những hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, chuỗi đồ uống này không dùng việc thiện nguyện để quảng bá cho thương hiệu. Khi cơn bão IAG đổ bộ, công ty đã lên kế hoạch tham gia công tác hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên, đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định nhu cầu của người dân, vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Vì vậy, đơn vị này quyết định chuyển việc tham gia cứu trợ sang hỗ trợ người dân khắc phục sau bão lũ. Đại diện ban lãnh đạo công ty đã chuyển 20 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi xét thấy cần làm gì đó ý nghĩa hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam trong hoàn cảnh này. Chính vì vậy, công ty lựa chọn dùng toàn bộ doanh thu của ngày thứ Bảy, 14 tháng 9, đông khách nhất tuần để ủng hộ, chị Thùy Dung chia sẻ. Trong năm chi nhánh, quán cà phê đã chọn cơ sở lớn nhất, đông khách nhất để thực hiện mong muốn này. Tuy nhiên, chỉ khi khách hàng thanh toán mới biết mình đã chuyển số tiền đồ uống đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chứ không phải tài khoản của quán. Như vậy, theo chị Dung, đơn vị không chia sẻ trước về hoạt động này trên mạng xã hội để tăng lượng khách hàng. Người dân đến quán trải nghiệm đồ uống vào ngày 14 tháng 9 mới biết được mình đã góp phần cùng đơn vị tham gia ủng hộ giúp đỡ bà con gặp khó khăn. Ngày này, những hóa đơn hạnh phúc được tận tay từng khách hàng chuyển đến tài khoản ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là trải nghiệm khó quên của người dân khi ghé qua địa chỉ này. Chưa bao giờ, chúng tôi lại nhận được sự bất ngờ của khách hàng nhiều đến vậy. Chính những nhân viên đã có ngày làm việc ý nghĩa hơn khi quán là cầu nối lan tỏa sự chia sẻ nhiều hơn đến mọi người, chị Thùy Dung cho hay. Bên cạnh đó, trong 4 ngày, 12 đến 15 tháng 9, chủ quán cà phê ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ đề nghị khách thanh toán tiền đồ uống bằng cách chuyển khoản cho Mặt trận Tổ quốc. Giữa quán, anh Nguyễn Hẹn, 37 tuổi, căng băng rôn vì tinh thần ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiên tai lũ lụt. Ở mỗi bàn, anh đặt mã QR số tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị khách chuyển số tiền đồ uống mình đã dùng vào đó để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Anh Hẹn quê huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam nói đã lớn lên với nhiều cơn bão nên hiểu sự khó khăn của người dân các tỉnh phía Bắc trong thiên tai. Quán cà phê ở ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Tuệ Tĩnh của anh mở được 3 năm, hàng ngày mở cửa từ 6 giờ đến 17 giờ. Mỗi ngày quán có khoảng 100 lượt khách, giá mỗi ly nước dao động 14.000 đến 25.000 đồng. Anh Hẹn ước tính doanh thu khoảng 3 triệu đồng mỗi ngày. Trong ngày đầu áp dụng hình thức thanh toán này, khách của quán đều bày tỏ sự ngạc nhiên, sau đó ủng hộ nhiệt tình. Đa số khách chuyển nhiều hơn số tiền đáng lẽ phải thanh toán. Ví dụ, có người uống ly cà phê hết 14.000 đồng nhưng chuyển 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Anh Nguyễn Thu, 43 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tình cờ đi ngang quán cà phê của anh Hẹn và ấn tượng với tấm băng rôn nên ghé vào. Hôm 13 tháng 9, anh Thu uống cà phê giá 14.000 đồng nhưng chuyển khoản 500.000 đồng. Tôi cảm thấy cách làm này rất ý nghĩa, anh Thu nói. Nếu có dịp đi ngang quán lần nữa, tôi sẽ ghé ủng hộ họ. Anh Hẹn nói vài ngày qua,
Nhiều khách vãng lai đã tìm đến khi biết quán có hình thức thanh toán lạ. Một số người lớn tuổi không có tài khoản ngân hàng, quán sẽ chuyển giúp. Tôi cảm kích trước tấm lòng của mọi người, anh chủ quán nói. Những số tiền khách hàng thanh toán liên tục được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ sở đồ uống này đã cùng nhiều người hơn góp chút sức bé nhỏ để đồng hành cùng đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai. Thưa quý vị, những sự kiện thiên tai, dịch bệnh gần đây đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự sẻ chia tương trợ. Hàng triệu tấm lòng vàng đã hướng về những vùng khó khăn, đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ đồng bào. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện cảm động, chúng ta cũng không thể phủ nhận những lo ngại của một số người về việc số tiền quyên góp có được sử dụng đúng mục đích hay không. Chính vì vậy, sự việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công khai minh bạch số tiền quyên góp là một động thái hết sức cần thiết, giúp giải tỏa những băn khoăn, lo lắng của người dân. Sự kiện chưa từng có tiền lệ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê tài khoản ủng hộ từ thiện cho các nạn nhân thiên tai của các tỉnh phía Bắc dường như tạo thành một làn sóng gây chú ý cả cộng đồng mạng xã hội. Chắc chắn cũng giống như tôi, khi quý vị mở mạng xã hội sẽ thấy vô số những thông tin được update hay những câu nói trêu đùa của cư dân mạng như là vườn sao kê, đã đến giờ của những kiểm toán tương lai hoặc là cách tìm kiếm tên trong sao kê chỉ mất 3 giây. Bên cạnh những hiệu quả tích cực từ công khai sao kê, cũng nhiều ý kiến băn khoăn rằng việc này đã dẫn đến lộ thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng, thông tin người ủng hộ, số tiền ủng hộ, thông tin vốn nhạy cảm, gây ra những phiền toái nhất định. Để chia sẻ băn khoăn này, chúng tôi đã liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời trường quay kết nối ạ. Xin chào luật sư, việc check va sao kê có vi phạm quyền riêng tư hay không? Như chúng ta đã biết thì cơn bão Yagi và hoàn lưu bão đã gây ra lũ lụt rất lớn ở các cái tỉnh phía Bắc và gây thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Và để khắc phục phần nào cái hậu quả do mưa lũ thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ra cái lời kêu gọi với cái truyền thống là lá lành đùm lá rách, để mà toàn dân có thể là ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã công khai cái số tài khoản để mà tiếp nhận cái quyên góp từ thiện. Và mới đây nhất thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã sao kê và công khai hơn 12.000 cái trang tài liệu liên quan đến các cái tổ chức cá nhân đã quyên góp, để mà công khai minh bạch cái số tiền mà Mặt trận đã quyên góp được, đã tiếp nhận được, để người dân được biết. Và cái việc mà người dân kiểm tra các cái thông tin về những cái người chuyển tiền theo cái nội dung sao kê thì nội dung này thì nó cũng hoàn toàn phù hợp với cái quy định của pháp luật liên quan đến cái việc là công khai minh bạch cái số tiền quyên góp từ thiện. Bất kể người dân nào cũng đều có quyền được kiểm tra, giám sát cái việc công khai các cái thông tin quyên góp đó. Và đây là cái quyền của người dân theo đúng nguyên tắc là dân biết và dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thưa luật sư, người check va có trách nhiệm gì nếu phát hiện sai phạm hoặc là thông tin không chính xác? Và thực hiện theo cái quy định của pháp luật tại Nghị định 93 năm 2021, điều 13, điều 14 của Nghị định có quy định về cái việc phải công khai, minh bạch cái số tiền kêu gọi từ thiện. Và do đó thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã công bố cái sao kê đầy đủ cái số tiền mà họ đã tiếp nhận được. Và cái sao kê này lên đến 12.000, hơn 12.000 trang tài liệu. Và ngay lập tức thì người dân cũng đã hưởng ứng rất tích cực đối với cái việc sao kê tài liệu này. Và thông qua cái việc mà kiểm tra cái thông tin từ phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố thì người dân cũng đã phát hiện ra những cái thông tin của một số cá nhân hoặc là tổ chức đã cung cấp cái thông tin khác với cái số tiền mà họ đã thực tế chuyển cho cái quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
cái thông tin này thì những cá nhân mà đã thực hiện cái việc mà quyên góp không đúng với cái số tiền họ công bố thì một số thì cũng đã có những cái lời xin lỗi về cái việc mà mình đã cung cấp thông tin cũng như là cái việc mà mình quyên góp là không đúng, không phù hợp, không khớp với số liệu. Đấy. Và trong trường hợp này thì một số người sau khi đã kiểm tra thì cũng đã phát hiện ra cái sai phạm này, và người dân cũng đã biết đến một số cái cá nhân đã cố tình sửa cái biên lai chuyển khoản vì những mục đích khác nhau, và thông qua đó thì để mà dư luận xã hội cũng đã biết được thực tế cái số tiền họ quyên góp với cái số tiền thực tế mà họ nhận được, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam nhận được với cái số tiền mà họ công bố trên mạng, để tránh những cái nghi ngại hiểu lầm không đáng có đối với cái tổ chức đứng ra tiếp nhận quyên góp. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì trong trường hợp này thì cái việc cung cấp thông tin của những người mà trích va thì phải đảm bảo được cái tính khách quan trung thực. Nếu như mà họ đưa thông tin không chính xác hoặc họ nhầm lẫn trong cái việc mà kiểm tra thông tin mà gây ảnh hưởng đến cái việc mà danh dự nhân phẩm của người quyên góp thì đương nhiên là cái việc đó thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về cái thông tin mình cung cấp.